Dịch bệnh diễn biến phức tạp nhưng nhiều người dân Hà Nội vẫn phớt lờ các quy định, tập trung đông người tại công viên, ao hồ. Thậm chí có nhiều người rủ nhau tắm hồ để giải nhiệt mà không hề lo sợ dịch bệnh ảnh hưởng. Ghi nhận tại hồ Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội. Đây là cảnh vẫn thường thấy những chiều gần đây. Những người tắm tập trung tại một số điểm ven hồ, thậm chí là bơi ra rất xa cho dù đã có biển cấm. Và chỉ khi có lực lượng công an phường ra nhắc nhở thì những người dân này mới chịu lên bờ. Đề nghị anh từ sau là anh cũng tuyên truyền cho mọi người ở khu dân cư mình nhé, là không cho các cháu nhỏ cũng như bản thân mình ra bơi đấy nhé. Những người đến tắm cũng có rất nhiều lý do cho việc tụ tập tắm ở đây. Nói chung là tôi hay bơi ở bể bơi, thì hôm nay nghỉ không phải đi công tác thì ra đây bơi cho nó đỡ nhớ thôi. Mùa dịch này thì vào bể bơi nguy hiểm hơn là ra ngoài hồ bơi. Đấy, nó là như thế. Bây giờ bởi vì nó đông người như thế thì lây nhiễm nó cao, ra đây nó an toàn hơn. Theo Công an quận Hoàng Mai, từ nhiều ngày nay, đơn vị thường xuyên cho lực lượng đi tuần tra, nhắc nhở người dân không xuống tắm quanh khu vực hồ. Tuy nhiên khi lực lượng đi qua, những người này lại quay trở lại, gây khó khăn trong công tác phòng chống dịch. Phường vẫn thường xuyên duy trì lực lượng đi tuần tra nhắc nhở những người dân mà bơi ở hồ Linh Đàm. Tuy nhiên thì nhiều người vẫn chủ quan và lén lút. Khi không có lực lượng chức năng thì là người ta xuống hồ bơi. Và đề nghị người dân là nâng cao cái ý thức chấp hành để cho lực lượng chức năng thực hiện tốt cái công tác phòng chống dịch. Bơi lội ngoài nơi công cộng thì nó cái nguy cơ lây nhiễm cũng rất là cao. Thứ nhất là lây nhiễm qua nước và thứ hai là do tập trung đông người ở đấy. Biện pháp mà ngăn ngừa mà hiệu quả nhất bây giờ là chỉ có là lập các chốt ở đấy. Ngoài cái việc mà cấm bơi ra thì là cũng là đồng thời là phối hợp là tuyên truyền để các bác ấy không đi thể dục ở xung quanh cái lòng hồ đấy nữa. Trước mắt để hạn chế người dân xuống tắm tại hồ Linh Đàm, Công an quận Hoàng Mai đã lập một tổ thường trực để nhắc nhở người dân. Tuy nhiên, nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng vẫn rất lớn nếu người dân không hợp tác và tự giác chấp hành theo quy định về phòng chống dịch bệnh.